Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Thì hôm nay cũng là cái ngày bước sang một cái năm mới của năm 2022, một năm mà có con số rất là đẹp, và em cũng hy vọng rằng tất cả các cô chú anh chị bước sang một cái năm mới 2022 này, mọi người ai cũng sẽ có một cái một sức khỏe tốt và một cái công việc thật là thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và đặc biệt là hôm nay thì bên em có rất là nhiều những cái dòng lan mà hiện tại đang nụ và sẽ nở chuẩn hoa vào đúng cái thời điểm Tết với cái giá cực kỳ là yêu thương, và hy vọng rằng cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái giò lan để chơi Tết tới này, những giò lan ưng ý nhất, trưng trong những ngày đầu xuân năm mới, khởi đầu cho một năm mới thật là tốt đẹp. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo thì cước phí cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì ở một số tỉnh phía Nam thì em sẽ một số nơi để đảm bảo hành trình của đơn hàng ạ, em sẽ gửi chuyển phát nhanh thì cước có thể nhỉnh hơn một chút xíu. Và ngoài hôm nay thì ngoài những cái dòng thân thòng thân đơn thì bên em còn có những cái cây hài rất là đẹp, những cây hài rất là đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nữa nhé. Đây là một số cái mặt bông hài hiện tại thì đang nở tại vườn nhà em, là đây là cái mặt bông của cây hài Trần Liên, và dòng hài rất là bền hoa luôn, là xinh này, bông hài mốc hồng siêu to khổng lồ luôn ạ. À, như em cũng đã nói với giới thiệu với cô chú anh chị rất là nhiều rồi, là bông hài mốc hồng nó rất là to, cái thân thì bé nhỏ như thế này thôi này cô chú anh chị này, mà bông hoa của nó to lắm, rất là to luôn, rất là to khổng lồ luôn ạ. Rồi ạ, em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng lan hoàng thảo xoắn này. Dòng lan hoàng thảo xoắn thì cái tầm mùa này bây giờ cũng đang bắt đầu là dần xuống lá dần, chuẩn bị đi đến mùa hoa rồi ạ. Hoàng thảo xoắn em bán với giá là 350.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 350.000 cho 1 kg, rễ nhỏ nhỏ vừa vừa xinh xinh như vậy ạ. Và bên này đây sẽ là em có cái dòng, đây là cái dòng lan, đây nhỉ, tự dưng em lại quên mất thêm, đây là dòng lan hoàng thảo vạch đỏ cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo vạch đỏ, một trong những cái loại lan mà được coi là những cây lan hiếm và lọt liệt vào top những cái cây nằm trong sách đỏ ấy ạ. Mặt bông rất là độc đáo và đẹp, hoa thơm cô chú anh chị nhé. Và dòng lan hoàng thảo vạch đỏ này cũng, nói chung là tất cả những dòng hàng này thì cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Em bán vạch đỏ với giá hôm nay chỉ là 220.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hồng ạ. Nhất điểm hồng cũng vậy, bước sang xuân là mình sẽ được thưởng thức những cái bông hoa nhất điểm hồng trắng đuột nà không tì vết luôn, với cái họng điểm một xíu hồng rất là tuyệt vời. Nhất điểm hồng 120.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây là em có dòng lan hài kim. Hài kim thì thời điểm bây giờ thì nó đang nụ thôi ạ, nó đang mèo nụ này cô chú anh chị này, đó, nó đang mèo nụ như thế này nhá. Và cái mùa nụ, mùa hoa cũng là cái mùa sinh trưởng mới của cây, đặc biệt thì hôm nay có một cái bông hài kim nó đang nở như thế này này cô chú anh chị này, một bông hài kim nó đang nở ạ. Và hài kim này thì em xin phép được bán với giá là 250.000 cho 1 kg hài kim, lượng hàng cũng không còn nhiều ạ. Và bên này đây là những cái cây chồn tím này cô chú anh chị này, một dòng hàng khá là hiếm. Cái chồn tím này, cây nó không được đẹp mã như là cây chồn trắng, không xếp đẹp như cây chồn trắng, nhưng dòng chồn tím này thì khi mà sổ hoa ấy, bông hoa của nó rất là chùm hoa, rất là dày bông. Chồn tím em bán là 210.000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây là dòng long tu đá hoa tím. Lô hàng hôm nay về thì cũng đang bắt đầu là chuẩn bị sưng mắt nụ rồi. Đã, những cái mắt nụ của nó này. Và lô hàng hôm nay ấy, thì thân khá là dài của chú anh chị ạ, đẹp. Và cái lô hàng này thì long tu đá tím này này,
với những bông hoa cánh sáp tím bóng rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Long tu đá hoa tím của chị nhá. Long tu đá hoa trắng thì khá là rẻ. Tuy nhiên thì hoa của nó sẽ bé và không đẹp nên là em cũng ít nhập những cái dòng long tu đá hoa trắng, đây là long tu đá hoa tím ạ. Còn bên này đây là hoàng thảo vôi. Hoa siêu thơm luôn. Hoàng thảo vôi em xin phép được bán với giá là 220.000 cho 1 kg hoàng thảo vôi ạ. Và bên này thì em có một cái lô hoàng thảo kèn. Lô hoàng thảo kèn này thì có những cái thân ngắn như thế này. Một lô như thế này, nói chung là có quái dề này, hai thân rất là to bự luôn, nó bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu thôi. Đấy, nói chung là vẫn đảm bảo cây giống cũng như chơi hoa bình thường, như là nhìn nó hơi xấu mã. Cái lô này em bán là 120.000 cho cô chú anh chị nào sưu tầm này, nhanh tay sưu tầm làm giống chơi hoa được bình thường ạ. Và đây là một cái combo gồm có ý ngọc này, rồi là thập hoa này, combo lộn xộn này, em bán với giá là 50.000, khá là nhiều đấy cô chú anh chị ạ. Hàng cây đẹp nhá, chuẩn cây giống đẹp luôn. Và bên này thì hôm nay em có hai cái lô hài, hai lô hài, đây là hài Helen ạ. Một cái dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng, mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng dễ thuần dễ chăm với những bông hoa vàng cực kỳ là xinh. Em có hai lô nhá. Lô này em gọi là lô số 1 này, em bán 80.000. Và lô số 2. Lô số 2 này có hai dề rất là đẹp luôn ạ. Cái lô số 2 này em xin phép được bán với giá là 90.000. Đó, lô 1 là 80, lô 2 là 90. Và một cái lô hài ráp. Đây. Cái lô hài ráp này thì em xin phép được bán với giá là 40.000 cho lô hài ráp này. Một cái lô mốc hồng rất là nhiều nhưng mà lại có một cái lô mốc hồng rất là nhiều luôn. Đây. Em có một lô mốc hồng này. Thì em xin phép bán cái lô mốc hồng này với giá là 30.000 thôi nhá, quý anh chị nhá, để cô chú anh chị sưu tầm. Đó, bông mốc hồng này lúc nãy em vừa giới thiệu cô chú anh chị rồi ạ. Bông hồng mốc hồng rất là to này. Đây là cái bông hài mốc hồng mà đang hiện tại đang nở tại vườn nhà em ạ. Bông hoa siêu to khổng lồ bự chảng luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái. Đai châu Thái hàng Bắc trụ tại vườn Việt Nam. Hàng Bắc trụ được nhà vườn Việt Nam mình trồng thuần nhé. Và Bắc trụ mỗi một cây như vậy thì hiện tại là rơi vào 2-3 cái ngồng hoa trở lên, rất là đẹp luôn, nụ đều tăm tắp này cô chú anh chị này, đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa tuyệt vời luôn. Dòng châu Thái thì nó có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Hàng này thì có lỗi lá nhẹ, em bán với giá là 380.000 cho 1 kg. Dòng châu Thái 1 kg rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 8 cây trên 1 kg nhé. Dòng châu Thái này ạ, à không, 4 cho đến 6 cây thôi ạ. Còn nếu như cô chú anh chị mà nào mà muốn chơi hoa đẹp từ thân lá đến hoa, hàng không lỗi lá và chuẩn mặt hoa, thì cô chú anh chị có thể lấy giúp em những cái cây đai châu Thái ở đây rơi vào 4 cặp lá. Đó, mỗi một cây đai châu như vậy hàng lá mít và 4 cặp lá. Hàng này là hàng trồng thuần tại Việt Nam mình ạ. Hàng trồng thuần tại Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Em có tất cả là 4 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn. Đó là màu đỏ sắc pháo này, màu bò sữa và màu cam. Màu đỏ đốm nhé cô chú anh chị nhé. Đó. Có tất cả là 4 màu sắc như vậy để cô chú anh chị có thể lựa chọn, và cây thì cực kỳ là đẹp luôn. Hàng lá mít xếp, cây đẹp từng lá một. Đó. Và bên này thì em còn có mấy cái chậu hàng châu đôi. Hàng này thì đây, em có một cái chậu này 3 cây rất là đẹp này, đang nhú nụ cực kỳ là xinh này. Em bán chậu này với giá là 150.000 này, hai chậu này. Dạ, chậu này cũng là một chậu đôi này. Em bán là 140 này. Chậu này em bán là 100, cũng là 140 này, chậu châu đôi đang nụ rất là xinh này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo trúc Phật Bà. Một cái dòng mà ngay từ cái thân của nó đã tỏa ra cái mùi hương ngai ngái rất là tuyệt vời luôn, rất là dễ chịu luôn, làm cho người thưởng thức rất là dễ chịu. Hàng này là một trong những cái ít những cái loại lan mà nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết mà mang tính tâm linh vô cùng là tuyệt vời. Hoa của nó rất là đẹp ạ. Từ cái thân của nó tỏa ra cái mùi hương ngai ngái dễ chịu vô cùng luôn. Một cái thân như thế này thôi, khi mà nở hoa cô chú anh chị để vào một cái chậu xinh đi thì trưng trong phòng khách thì cực kỳ là đẹp luôn. Và một cái chậu trúc Phật Bà như vậy này, em sẽ có một thân cao như vậy. Một thân cao này, như cái thân này thì nó cao khoảng tầm 25 cm. Và nếu mà cái thân cao như thế này thì nó sẽ chỉ có một thân cao và một cái thân ngắn ngắn khoảng tầm 10 cm thôi. Đây, như cái chậu này thì cái thân rất là cao luôn này, đang nụ rất là đẹp này. Thêm một cái thân ngắn hơn như vậy nhá, cô chú anh chị nhá. Hoặc là chậu nhiều thân thì nó sẽ ngắn ạ. Thì một chậu như vậy thì em xin phép được bán với giá là 110.000. 110.000 cho một chậu và hàng sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình thưởng thức hoa. Chỉ cần một thân nở thôi, một thân cao đẹp mà nở thôi thì cô chú anh chị trưng cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Và những cái chậu như thế này thì cô chú anh chị sẽ rất là dễ trưng, rất là dễ để bàn cô chú anh chị ạ. Đó.
Dạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên rất là to bự chảng này. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời ở mùa xuân tới này. Những cái chậu sơn thủy tiên, chậu nào cũng như chậu nào to to ùình và nặng trịch luôn ạ. À. Em bán là 240 cho một chậu nhá. Bên này sẽ là cái chậu kiều vuông cánh trắng ạ. À. Kiều vuông cánh trắng rất là đẹp. Một số cây hiện tại là đã bắt đầu sưng nụ rồi ạ. À. Em bán kiều vuông cánh trắng chậu đẹp như vậy. Rất là đẹp như vậy. Với giá chỉ có 180.000 thôi nhá. 180.000 thôi. Một số chậu hiện tại đã bắt đầu sưng mắt nụ rồi. Và bên này đây sẽ là những cây hoa nở, phải nói là cực kỳ là chuẩn Tết. Nụ đều vô cùng luôn cô chú anh chị này. Một cái dòng hàng có mặt bông rất là đẹp, đó là chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. À. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng, nụ đều tăm tắp như vậy này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. À. Nụ rất là đều bông luôn. Hãy đảm bảo cô chú anh chị mình là sẽ nở chuẩn hoa đúng vào thời điểm Tết ạ. À. Và một chậu hai thân cao từ 55 cm trở lên. Hai thân cao đều từ 55 cm trở lên. Em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu nhé. Và chậu nào mà có 3 thân thì em xin phép được bán 240. Như chậu này 3 thân này rất là đẹp này. Đó, 3 thân ạ. Nụ rất là đều và đẹp luôn. Và ở đây ấy, thì cái phi điệp 5 cánh trắng họng hồng như năm trước thì em nhớ là một thân thôi, một thân cao khoảng tầm 30-40 cm thôi thì bán trên khoảng tầm 300 rồi. Mặt bông của nó rất là đẹp và thơm. Và bên này đây sẽ là cái dòng mà lan dendro xuân. Cái dòng dendro xuân một chậu cũng phải rơi vào 5-6 cái thân hoa như thế này. Đó. Và một chậu dendro xuân này là hàng trồng thuần tại Việt Nam mình ạ. Và những cái chậu đen lô xuân rất là to và rất là đẹp như thế này này. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan tuyệt vời. Chơi ở mùa hoa xuân tới này. Em bán với giá là 190.000 cho một chậu đen lô xuân cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ Sô-cô-la Baby. Vũ nữ Sô-cô-la Baby này với màu sắc hoa đỏ thắm, giả hành rất là to bự luôn. Một chậu thì đây rất là nhiều giả hành. Có những chậu như này, đây có chậu này thì ít giả hành, nhưng mà cái giả hành của nó phải nói siêu to khổng lồ luôn này cô chú anh chị này. Nó phải to gấp đôi cái cổ tay luôn ấy ạ. Cái chậu này thì ít giả hành hơn. À nhiều giả hành hơn nhưng mà giả hành nó sẽ nhỏ hơn này. Chậu nào cũng như chậu nào là đều đang có nụ để chuẩn hoa Tết cô chú anh chị nhá. Mùi hương thơm thì thôi rồi ạ, cực kỳ là bền hoa. Đó, một chậu thì sẽ có một nụ như thế này. Đẹp. Ui. Và em xin phép được bán một chậu vũ nữ Sô-cô-la Baby như vậy ạ. Để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết nhá. Với giá là 180.000 cho một chậu vũ nữ Sô-cô-la Baby này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ mèo cam. Một cái mặt bông thì cái sắc hoa cam rất là độc đáo và đẹp. Dòng vũ nữ mèo cam ạ, một chậu cũng đang có một nụ hoa. Em thấy là một chậu đang có một nụ hoa nhá. Ồ, cái nụ hoa này lại vướng vào đâu gãy mất rồi. Đây này, cái nụ của nó rất là cao, to, mập, khỏe. Và nó sẽ phân nhánh này. Đây, một số bông đang bắt đầu là nở này. Thơm lắm cô chú anh chị ạ. Và dòng vũ nữ thì hoa nó sẽ nở hoa quanh năm nhá. Một chậu vũ nữ mèo cam như thế này thì em xin phép được bán với giá là cũng là 180.000 cho một chậu vũ nữ mèo cam cô chú anh chị nhá. Đấy. Bông hoa này bắt đầu hé hé nở này. Còn sang bên này đây sẽ là cái chậu đây là cái chậu ngọc nữ này. Ngọc nữ này thì nó đã đang sổ hoa rồi này, cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp. Đấy, hoặc là những cái chậu nó em bán những cái chậu nụ đẹp thì gần như em bán đi hết rồi, bây giờ nụ nó còn kém hơn ấy. Em sẽ bán thanh lý ạ, với giá là 120 cho một chậu nhá. Bình thường em bán là 150 ạ, thì hôm nay em sẽ để với giá là 120. Thì hàng nó đang nở hoa tê tét như thế này. Đấy, ngọc nữ rất là xinh. Còn bên này sẽ là cái chậu ôi giời ơi. Bên này đây sẽ là dòng vũ nữ hoa anh đào này, vô cùng là rực rỡ luôn ạ. Thơm tuyệt vời luôn, bền vô cùng bền luôn cô chú anh chị. À, một chậu vũ nữ hoa anh đào như vậy hàng cũng đang nở hoa. Em bán với giá là cũng 130.000 cho một chậu vũ nữ hoa anh đào đang nở hoa này. Đấy, một chậu cũng rơi vào 3-4 giả hành. Và bên này đây sẽ là combo những cây thiên nga. Chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhá. Chuẩn mặt bông cây giống và những cây thiên nga này thì vừa rồi nó đã có những cái cây mà nó đã nở hoa rồi. Em có tất cả là 6. Đây, hiện tại bây giờ cây đang bắt đầu nhú mầm như này. Cây thì rụng hết lá và đang nhú mầm. Thời điểm tuyệt vời để cô chú anh chị trồng sưu tầm cho mình những cái bộ sưu tập về những cây thiên nga. Em bán một cốc như vậy với giá là 40.000 cho một cốc thôi. 40.000 cho một chậu thiên nga xinh như thế này. Và ở đây thì em có 4 màu, đó là màu nâu đốm này, màu đen này,
người ta còn gọi là ngọc trai đen, và màu màu vàng, và màu đỏ đốm nhá, và màu đỏ đây ạ. Có tất cả là 5 màu sắc như vậy, với số tiền chỉ có 40.000 cho một chậu thiên nga, đảm bảo hàng cây giống. Đó, số tiền chỉ có 40.000 thôi. Cô chú anh chị sẽ sưu tầm ngay cho sân vườn của nhà mình một cái mặt bông thiên nga rất là xinh. Và bên này thì em còn có những cái chậu địa lan sa tô, cô chú anh chị nhìn cho em cực kỳ là đẹp như thế này. Em có hai màu, đó là màu đỏ đô nhá, đỏ đô, đỏ đậm rất là đẹp. Đấy ạ. Hiện tại thì một số cây đang he hé nở. Chậu này thì có 5 6 cần hoa. Đó. Và cái chậu vàng mít này, cô chú anh chị này, có 5 cần hoa. Đỏ đô thì có chậu đang nở hoa này có 6 cần hoa này, chậu đang nụ này có 5 cần hoa. Mỗi một chậu đỏ đô em bán là 400.000 và vàng mít thì em bán là 380.000. Đảm bảo cô chú anh chị là giá cạnh tranh vô cùng luôn. Đấy, nụ đều tăm tắp cực kỳ là đẹp như thế này nhá. Và bên này là những cái chậu hài này. Ở đây thì em có mấy cái chậu hài Trần Liên. Đấy. Mấy cái chậu hài Trần Liên thì hàng này nói chung là cũng là cái hàng gọi là hàng thanh lý gãy dập ấy ạ. Thì em mang về em trồng thì bây giờ hiện tại thì cây cũng đang hồi dần như thế này và cũng đang có chậu, mỗi một chậu cũng đang có một cái bông nở hoa như thế này. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ, em sẽ bán là 100.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 100.000 cho một chậu. Đấy, ở đây thì em có 3 chậu, 4 chậu này. Cái chậu này thì có tất cả là 4 chậu như thế này, chậu nào cũng như chậu nào. Và tiếp sang bên này đây sẽ rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp, mà những cái cây này sẽ nở hoa chuẩn Tết, hàng đang nụ chuẩn Tết để cô chú anh chị sưu tầm cho mình những cái giò lan trưng vào trong những cái ngày Tết tới này cô chú anh chị nhé. Trước tiên đây sẽ là một cái dòng gọi là dòng trầm cổ ạ. Dòng trầm cổ thì cái dòng trầm cổ này thì em thấy là có lẽ là sẽ sau Tết một chút, bởi vì hiện tại là nụ nó còn bắt đầu chuẩn bị nứt thôi ạ. Hoa siêu đậm đà nhé. Được lấy ở cái một cái nhà vườn mà nổi tiếng với mặt bông trầm cổ này. Trước đây là một thân trầm cổ như vậy là nó rơi vào mấy trăm nghìn cơ cô chú anh chị ạ. Cái chậu trầm cổ này có 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 thân trầm cổ tất cả nhá. 6 thân ngắn dài, em tính thân hoa thôi ạ. Còn ngoài ra những thân dài em không tính này. Cái chậu này em bán với giá là 230.000. Hoa siêu tím lịm và cực kỳ là thơm, dòng trầm cổ này là chậu số 1. Cái mặt bông này thì khá là hiếm nhá. Và chậu tiếp theo là chậu số 2, cũng là dòng trầm cổ đấy ạ. Trầm cổ số 2. Cái chậu này thì cũng có đâu xem nào, cũng có 4 thân hoa. Tuy nhiên thì có một cái thân hoa này bị gãy này. Thế nên là cái chậu này em sẽ bán với giá là 180.000 cho chậu trầm cổ số 2 này. Và chậu trầm cổ số 3 này cực kỳ là đẹp. 4 thân to đùng đều tăm tắp luôn. Cái chậu này em bán với giá là 240. Và chậu tiếp theo là chậu số 4. Đấy ạ. Trầm cổ số 4 đây này cô chú anh chị này. Chậu này cũng 4 thân hoa siêu to khổng lồ. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái này thì kiếm chỉ được có 5 giò thôi cô chú anh chị ạ, không có nhiều hàng đâu ạ. Đó. Để được cái bình thường ấy người ta bán một thân vài trăm cơ. Cái chậu này thì em bán với giá là 200. Chắc chắn là cái mặt bông của nó sẽ làm cho cô chú anh chị vô cùng hài lòng luôn. 240.000 cho cái chậu này. Cho chậu số 4. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 5 này. Chỉ có 5 giò duy nhất thôi cô chú anh chị ạ. Chậu số 5 ở đây này. Cũng là 4 thân. 4 thân hoa rất là đẹp. Căng mướt to đùng luôn, rất là đẹp. Và chậu này thì em cũng bán là 240. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu bên này đây sẽ là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố, thân rất là dài, đỏ đậm. Cái dòng thiên cung lữ bố thì hoa rất là đẹp đậm nhá. Đây này. Và hàng thì hàng có gắn tem rõ như vậy nhá, chuẩn mặt bông cây giống ạ. Và cái chậu này thì em bán với giá là 160.000 đây, cho cái giò này này. Cô chú anh chị có một ngay một suối hoa rất là xinh này, 160 thôi ạ. Chậu tiếp theo là chậu số 7 đấy ạ. Chậu số 7 này thì hơi ít thân hơn một chút này, nhưng thân cũng rất là dài đẹp, thân tím rất là đẹp luôn. Chậu này em bán 140. Chậu số 8 này em bán là 150 này. Chậu số 8 150 đây. Và chậu số 9 em bán là 160.000 đấy ạ. Số 9 là 160.000 đây. Cô chú anh chị rất là nhiều thân và đẹp luôn. Chậu số 10 cũng với giá là 160 này. Dài mượt và rất là đẹp đấy ạ. Chậu số 11 ạ. Số 11 đây em bán với giá là 160.000 đây nhá. Số 11 này, 160. Chậu số 12 với giá là 150. Bảng số 13 này. Bảng 13 này rất là đẹp luôn này. Đây cô chú anh chị có thể xem cái bông hoa bói đầu ngọn thôi mà cô chú anh chị thấy là nó cực kỳ là tím nhá.
rất là tím luôn. Đấy, thiên cung lự bố ạ. Và cái giò số 13 này em bán với giá là 160.000 đấy ạ. Đấy, hoa rất là đậm luôn. Đây là hoa bói đầu ngọn nhé. Còn nếu mà hoa mà nó nở thực tế ra thì cái sắc của nó còn đậm hơn rất là nhiều nữa. À, tiếp theo là hình số 14 em bán với giá là 150.000, thiên cung lự bố 150.000 ạ. Bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc Hawaii trắng xưa. Hàng này là hàng chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhé. Tất cả những cái giò này thì đều được gắn tem hết. Đó, đều được gắn tem, tem ghi rất là rõ. Cái dòng giả hạc Hawaii trắng xưa, trước đây một thân cũng vài trăm nghìn. Hoa thì siêu thơm vô cùng luôn. Hiện tại thì những cây này là, những cái giò này thì đều chuẩn hoa Tết hết cô chú anh chị nhé. Đây này, đều đang sưng nhú nụ như thế này hết này cô chú anh chị này. Đây, cây này thì nụ chưa chồi ra nhưng bắt đầu đã tách nụ như thế này, này. Hoa sẽ nở chuẩn vào thời điểm Tết ạ. Và cái giò này này, đây cô chú anh chị nhìn này. Cô chú anh chị có một cái giò lan tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức từ mặt bông đến mùi hương của nó đến cái mặt hoa luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 250.000 cô chú anh chị nhé. Giả hạc Hawaii trắng xưa. Tiếp theo, giò này cũng vậy. Thân nụ đều tăm tắt, tắp thân căng mướt luôn. Cái giò này em bán là 240 cho giò số 16. Số 17 này. Đấy, nụ cây thì đây, nụ nó chưa lớn nhá cô chú anh chị nhá. Nụ đang bắt đầu là đây nổi như vậy thôi. Cái giò này em bán 230 này. Giò này có tất cả là 5 thân ngắn dài. Tiếp theo, giò siêu đẹp luôn. Trời ơi nụ, cái dàn nụ của nó rất là đều đẹp luôn. Cái giò này em bán là 240.000, cái giò này em bán 240.000. Đẹp tuyệt vời luôn. Nụ đều lắm. Tiếp theo là chậu số 19 này. Cái giò này em bán là 250.000 này. 246 thân hoa luôn ạ. Và giò tiếp theo 20 cũng là 250.000. Cũng là giò giả Hawaii trắng xưa ạ. Đẹp lộng lẫy luôn. Và giò tiếp theo 26 250.000. Thân quá là đều đẹp, thân to đùng và rất là đẹp luôn. Này chỉ cần 1-2 bông nở thôi đã siêu thơm rồi. Tiếp theo ạ là giò số 23 cũng 250.000 đây. 24 240.000. À 22 chứ. Giò này là giò 22 với giá là 250.000. À, giò 23 với giá là 240.000. Và tiếp theo bên này sẽ là chậu giả hạc chấp Mỹ. Giả hạc chấp Mỹ theo chậu này hai thân nhưng mà gãy đầu ngọn một chút xíu, cũng đang nụ rất là đều. Em bán là 150.000 ạ. Là chậu số 24. Chậu 25 này hai thân cực kỳ là đẹp luôn. Nụ siêu đều đẹp luôn, cao trên khoảng tầm 6-70 cm, em bán 200.000 nhá. Và tiếp theo là chậu số 26, chậu này cũng là hai thân ạ. Hai thân cũng đang bắt đầu là nứt nhú nụ rất là đều đẹp này. Chậu này em bán là 160.000. Và tiếp theo là chậu số 27 này. 27 này cũng là hai thân. Hai thân này em bán là 170.000, hai thân rất là nù. Chậu tiếp theo là chậu số 28, một cái chậu phải nói nó rơi đến 2 4 6. 6 cái thân hoa nụ rất là đều, em bán với giá là 300.000. 300.000 cho chậu 28, 6 thân hoa. Và tiếp theo là chậu 29, có chậu này cũng có 3 thân hoa, chậu này em bán là 220.000. Đấy, chậu tiếp theo là chậu số 30. Chậu 30 này em bán với giá là cũng 200.000 nhé. Chậu này có 3 thân hoa nhưng một thân hoa này bị gãy. Cái nụ thì rất là đều luôn rồi. Đây, nụ cực kỳ là đều luôn. Còn bên này đây cũng sẽ là dòng trầm cổ. Nhưng mà nó là trầm cổ và gọi là trầm thanh củi nhá. Hoa cũng rất là đậm. Đấy, trầm thanh củi, cô chú anh chị có thể lên Google search này. Mặt bông của trầm thanh củi đẹp từ thân lá đến hoa. Cái chậu này là hình 31 ạ. À. Em bán hình này với giá là 210.000 này. À, tiếp theo là cái chậu 32. Đấy, cô chú anh chị nhìn cái thân của nó xoắn cực kỳ là đẹp luôn. Trời ơi. Thân xoắn ánh tím rất là đẹp. Cái trầm trầm cổ, trầm thanh củi này này. Tiếp theo là chậu số 32. Chậu 32 này em bán với giá là 190.000. Chậu này có đến 4 thân ạ. Và chậu 33 em bán là 200.000 này. 200.000 cho chậu này nhá. 200.000, chậu này có 1 thân, 3, 4, 5 thân. 5 thân tất cả. Và chậu tiếp theo là chậu số 34. Chậu 34 này em cũng bán là 190.000, chậu này có 4 thân ạ. Đấy, tổng 4 thân như vậy nhá. Và tiếp theo là chậu 35, một thân phải dài đến tầm 80 cm. Một thân thấp hơn, cái chậu này em bán là 200.000. 200.000 cho 190.000 chứ. Và chậu tiếp theo, chậu 36 em bán chậu này hai thân ạ, 150.000, đó là chậu trầm cổ, trầm thanh củi ạ.
Và bên này đây sẽ là dòng giả hạc Hawaii tím xưa nhá. Mặt bông tím đậm, bông hoa to khổng lồ luôn ạ. Giả hạc Hawaii tím xưa này. 2, 4, 6, 8 thân. Cái bảng này 8 thân ạ. Rất là đẹp luôn như thế này. Và bảng này em bán với giá là 270.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là bảng số 38. Nói chung là cái hàng này thì em thấy là nó chưa nhú nụ đâu, nhưng đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa xuất sắc luôn. Có một số cây đang bắt đầu là nứt nụ như thế này. Đó, đang bắt đầu là nứt nụ như này. Đảm bảo đây, có những cái bảng em nghĩ là những nơi ấm thì sẽ chuẩn hoa vào thời điểm Tết luôn. Đang bắt đầu nhú nụ như này. Cái bảng này cực kỳ là đẹp này. Bảng số 38 ạ, 350.000. Cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm tuyệt vời ở Tết này. Đấy, trưng tuyệt vời, tuyệt đẹp luôn ở Tết này. Tiếp theo ạ, là giò số 39. Cô chú anh chị nhìn cái thân tím lịm luôn này. Bắt đầu nụ, bắt đầu đây. Đó, đây, bắt đầu tét nụ như thế này. Nói chung là nụ kiểu này thì sẽ được chơi hoa trọn vẹn. Bởi vì là nó, khi mà vận chuyển ấy, nó không bị ảnh hưởng nụ ấy cô chú anh chị. Cái bảng này rất là đẹp như vậy. Đấy, xum xuê như rất nhiều thân hoa như thế này. Cái bảng này em bán là 320, 2, 4, 6, 8 cũng phải rơi vào tầm 10 thân. Đó, mỗi một thân hoa như thế này trước đây vài trăm nghìn mà hiện tại chỉ có vài, 2, 30 nghìn. Cái bảng tiếp theo là bảng số 40, em bán là 280. 280 cho bảng này. Tất cả những cái bảng này cô chú anh chị thấy là người ta đây gắn tem chuẩn hết từng chậu một như thế này này cô chú anh chị này. Chuẩn Hawaii tím xưa. Tím xưa cô chú anh chị nhá, giả hạc Hawaii tím xưa ạ. Và tiếp theo là chậu số 41. 41 giả Hawaii tím xưa 41 này, em bán là 300.000. Và hình tiếp theo hình 42 em bán là 290.000. Rất là đẹp luôn. 290.000 này. Tiếp hình 43. 43 em bán với giá là 280.000 ạ. Và 44 này. Đây đang cũng đã bắt đầu là nhú nụ rồi này. Đấy, nếu cô chú anh chị nào mà cứ muốn yên tâm để có chắc chắn được chơi hoa thì hãy lấy những cái cây mà nó đang bắt đầu chuẩn bị chồi nụ như này. Nhưng mà nói chung là em nghĩ rằng là mình chơi trước, chơi sau một chút thì vào đầu năm mới cũng rất là lộc lá. Em bán cái chậu này 49 này với giá là 260 nhá. Giò này này. Và bên này đây sẽ là dòng phi điệp cánh viền. Phi điệp cánh viền này thì cũng vậy, hiện tại là một số cây thì cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Hoa của nó sẽ nở vào thời điểm Tết. Và một trong những cái thời mặt bông, một trong những cái mặt bông mà trước đây đã từng đi dự triển lãm và đã có được đoạt giải. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em cái mặt bông của phi điệp cánh viền. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Cánh viền đẹp lung linh luôn cô chú anh chị nhé. Ở đây em có cái hình này là gọi là hình 45. 45 cái bảng phi điệp cánh viền này em bán với giá là 200.000. Và hình 46 rất là nhiều thân tròn đều và rất là đẹp luôn. Bảng này em bán là 170.000 này. À, tiếp theo là cái hình số 47 em bán là 190.000 ạ. 190.000 và bảng 48 này. Bảng 48 đây 4 thân rất là đẹp như vậy. Bảng này em bán với giá là cũng 190 của chú anh chị nhá. 4 thân rất là nù mập đẹp. 190.000. Đây. Nụ thì cũng đang bắt đầu là đẹp ạ. Đang bắt đầu tách. Cũng đang bắt đầu là chuẩn bị đây. Bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ thôi. Và tiếp theo là hình 49. Cái bảng này em bán là 180.000 đây này. Đấy, cô chú anh chị này, 180, cái bảng này cũng rất là đẹp này. Đều và đẹp. Và một hình tiếp theo là cái hình số 50 em bán là 190.000. Và hình 51 này em bán cũng 190.000 đây. Hàng này chuẩn ươm ki nên là chuẩn mặt bông nhé. Tất cả những cái hàng ở đây đều là hàng ươm ki và chuẩn mặt bông cây giống ạ. Sau bên này sẽ là những cái bảng Long Tu Xuân này. Long Tu Xuân số 52 em bán 160. Long Tu Xuân số 53 em bán là 170 này. Long Tu Xuân 54 em bán với giá là 150. Và 55 với giá cũng bán là 150. Và bên này sẽ là cái giò này, là cái hình này là bảng Giáng Hương Tam Bảo Sắc 180.000, hoa cực thơm. Và hình 57 với giá cũng 180. Và hình 58 này với giá em bán là 220, rất là đẹp luôn. Và hình tiếp theo là hình số 59, em cũng bán với giá là 180.000. Và hình tiếp theo hình số 60, 180 này. Và đai châu thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân, là mua theo hình này cũng được này. Hình 61, 3 cây đai châu, mỗi một cây nhú ít nhất là 2 nụ. Một cây có lỗi lá ở bên dưới này này. Cái hình này em bán là 300.000. Hình 62, 270 cho 3 cây ạ. 3 cây châu Thái nhá. Mua hàng cân cũng được, hoặc mua theo hình này cũng được. Hình 63 em bán là 180. Hình 64 với giá là 210. Bên này sẽ là hoàng nhạn.
Hoàng nhạn này, hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị nhá. Bảng này em sẽ bán thanh lý nốt với giá là 120 000 này. À 150 000 chứ, cho bảng 65. Bảng 66 với giá là 180 và bảng 67 cũng là 180. Bên này sẽ là những dề hoàng thảo xoắn rất là xinh. Cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những giò xoắn ạ. Hình tiếp theo là hình 68, em bán là 260 000 cho một dề xoắn cực kỳ là đẹp như vậy. Hình 69 này, một lô xoắn đây. Xanh mướt luôn. Đó, rất là đẹp như vậy này. Cái hình 69 này em bán là 210.000 này. Một lô xoắn cực đẹp. Hình 70 hay em bán là 210 này. Hình 71 này, một dề rất là xinh, 180.000 ạ. Và hình 72 106 này, chỗ này có hai dề. 160. Hình 73 một dề rất là xinh, 160 và hình 74 với giá em bán 210. Và bên này sẽ là dòng hài hồng. Hài hồng ạ, một dòng trong những dòng lan hài mà có hoa thơm, hương thơm. Và nói chung là đã là những người chơi lan thì gần như ai cũng muốn sở hữu cho mình những cái cây hài hồng cho sân vườn ạ. Hoa của nó với cái sắc hồng rất là đẹp luôn. Ồ, cây này có mèo này cô chú anh chị này. Hài hồng ạ, một trong ít những cái dòng lan hài sẽ nở hoa đúng vào thời điểm Tết nhé. Và đây, ở đây em có hình này gọi là hình số 75. 75 thì đang có một cái cây này mèo này. Đó, đang có một cây này mèo. Hình này có 4 cây tất cả. À, hình này có 4 cây tất cả nhá. Và em xin phép bán hình này với giá là 220.000 bởi vì đang có cây mèo. Tiếp theo hình 76. 76 này em có 5 cây. 5 cây rất là đẹp luôn, có những cây lá mít cực xinh. Đó, nói chung là hàng khai thác ở rừng thì mình không thể nào mà giữ được hết từng cái lá đâu ạ. Về mình trồng thì cây này nó sẽ phát triển cũng như là ra lá lại bình thường. Cái này em bán là 170, cũng như là cái hàng này thì ở rừng về lá nó bẩn rồi. Nhưng mà để mà đảm bảo vận chuyển hàng đến cô chú anh chị được tốt ấy, thì em cũng sẽ không gọi là không rửa đi để cho nó khô như vậy. Vận chuyển nó đỡ bị ảnh hưởng ạ. Tiếp theo hình 77. 4 cây. 4 cây em bán với giá là 140. Đấy, 4 cây 140 của chú anh chị nhá. Hình tiếp theo là hình 78. Hình 78 này có đến 6 cây. Em bán với giá là 150.000. Đó, hình 78, 6 cây 150.000. Và hình 79, 5 cây với giá là 160.000. Và hình tiếp theo hình 80 cũng là 5 cây. 5 cây ở hình này em bán với giá là 150.000. Hình số 81 cũng là 5 cây. Em bán hình này với giá cũng 150.000 nhá. 150.000. Hình tiếp theo là hình 72, em bán là 160.000. Hình này có 4 cây to ạ, 4 dề to. Và tiếp theo là hình số 83, cái hình này có 6 cây. 6 cây này em bán là 150.000 này. Hình tiếp theo, hình 84 với giá là 160.000, hình này có 4 cây. Và bên này đây sẽ là những cái con dao rất là đẹp luôn, đủ chủng loại luôn. Con dao này thì làm xịn từ nhíp xe ô tô của chú anh chị nhá. À, chuẩn từ làng nghề Phúc Sen ạ. Đây là con dao chuyên thái lọc này. À, mỏng và rất là nhẹ nhưng mà cực kỳ là sắc bén. Con này em bán với giá là 250 này. Con dao này này cũng đấy. Vài con dao này là con dao chuyên thái này, đuôi cong đánh nhám hai bên, cán gỗ cẩm chỉ hoa văn siêu đẹp luôn như thế này. Sang chảnh cực kỳ luôn. Con này em cũng bán 250 này. Và cái con dao chuyên chặt thái đấy ạ. Chuyên chặt thái này. Con này em bán với giá là 220 nhá. À, con dao, con này là con chuyên chặt xương ống này. Con này con chuyên chặt xương này. Đấy, các loại xương cứng đầu ấy ạ. Con này em bán là 300.000. Và một cái con dao siêu đẹp. Đây, con dao này cũng có thể chặt xương ống được này. Đấy, đánh nhám hai bên, con này cũng rất là đẹp. Em bán 280 này. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều những loại dao khác nữa nhé. À, con dao tông nữa. Đây thì em cũng chưa lấy ra được hết đâu. Bên này sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Miến rong phe đén 100.000 trong 1 kg, sim khô 100.000 và măng mầm khô với giá 200.000 ạ. Trong 1 kg và nửa kg 100 chè khô của vùng biên Bình Bảo Lạc Cao Bằng, trồng ở vùng phe đén với độ cao trên 1.000 m² nhé. Có vị thơm cũng như là ngọt rất là đặc trưng luôn. Giá là 180.000 trong một túi một nửa kg. Bên này sẽ là cái mộc nhĩ rừng với giá là một túi như vậy là một nửa kg, rất là nhiều luôn. Em bán là 180.000. À, có 80.000 cho một túi thôi. Và bên này sẽ là cái nấm hương của rừng. Nấm hương rừng em bán là 150.000 cho một túi nửa kg. Một sâu sẽ là 20.000. Một túi một nửa kg rơi vào khoảng tầm 90 sâu. Táo mèo khô với giá là 100.000. Rễ mũ tần. Rễ mũ tần này với giá là 120 cho 1 kg ạ. Và tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190 nhá. Hoàng tinh là 200 ạ. Ngoài ra thì em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong kg và rêu rừng là 50.000 trong kg và rất là nhiều những cái chế phẩm dành cho hoa lan ở đây.
Đó, các cái loại phân bón hùng nguyễn, di xanh, di đỏ, rồi là atonic, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, rồi là B1 thái, liền da mỹ tiến, liền da sẹo đen, rồi dây buộc lan, phân bón dạng túi lọc, vân vân, rất là nhiều loại mặt hàng phân bón ở đây. Đặc biệt là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này ạ, em bán với giá là 35.000 cho một túi. Một cái sản phẩm mà cung cấp dưỡng chất một cách tuyệt vời cho cây trồng nhưng mà giá siêu rẻ, chất lượng thì tuyệt hảo. Và bên này em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, em bán ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng ạ. Em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Có dạng treo, dạng lăn rành nhỏ giọt. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ.